Và bây giờ là phần thi đối kháng với một khách mời đặc biệt. Hãy đón chào hai bé Thiên Phúc và Thiên Khôi. Người ai quen ai, hãy cho nhau muôn đời. Dù là lời nghe Chúa khai, dù là lời thoát qua tai. Bạn thân ơi, cố gắng yêu thương đời. Dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài. Mặc đời ta quen ai, hãy vững tin yêu đời. Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Trời còn mây bay, lòng ta vẫn thấy yêu thương người, yêu thương người. Dù đời còn gặp nhiều chông gai, cho đời vẫn cứ đi hoài. Bạn thân ơi, cố gắng yêu thương người. Dù người không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài. Mặc người ai quen ai, hãy cho nhau một lời. Dù là lời nghe Chúa cay, lời thoát qua tai. Bạn thân ơi, cố gắng yêu thương đời. Dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài. Mặc đất ta không ai, hãy vững tin yêu đời. Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Người nào bầu trời còn mây bay, lòng ta vẫn thấy yêu thương người, yêu thương người. Dù đời còn chống gai, cho đời vẫn cứ đi Smartphone hân hạnh đồng hành cùng chương trình.